Bật cái tắt audio. Tiếp theo bật cái tắt view. View nha. Chà, nếu mà từ vùng nào có phụ âm cuối view như thế này thì chúng ta chia AOU như thế nào nhỉ? Giả xem này nhá. Đầu tiên bò bê với cả bò đa nữa, sau đó thêm wo yu đi. Wo yu. Lại nhá. Bò bê bò đa, sau đó thêm wo yu. Ok, chúng ta xem ví dụ nhá. Chả ở đây có một từ vùng chúc ta là gì nhỉ? Đúng rồi, thời tiết lạnh đúng không? Chả, từ vùng chúc ta có phụ âm cuối biếp rồi. Thế nên bò biếp bò ta, sau đó thêm gì? Thêm wo yu. Thế nên nói như thế nào? Chu wo yu. Chu wo yu, đúng không nào? Chả, thầy nói nhắc lại nhé. Nếu mà từ vùng nào có phụ âm cuối biếp như thế này thì bỏ hết đi, bỏ bê này, bỏ đa này, sau đó thêm wo yu thì được. Ok, thầy lời ví dụ nhé. Các con ơi, vừa nãy chúng ta xem từ vùng lạnh chúc ta rồi đúng không? Chả nghĩa nóm là gì nhỉ? Đúng rồi, thập ta. Ok, chúng ta xem từ này nhé. Thập ta như này. Thập ta. Ok, từ này cũng là có phụ âm cuối biếp rồi. Thế nên ký tắc là gì nhỉ? Bò biếp này, bò ta này, thêm gì? Thêm wo yu. Wo yu. Thế nên nói như thế nào? Ăn nóng lắm. Thở. Đúng rồi, thở. Wo yu. Ok, dễ nhỉ đúng không? Bò bê bò đa thêm wo yu. Ok, thầy lấy ví dụ tiếp nhé. Ok, các bạn khi học tiếng Hàn cảm giác thế nào? Thầy ơi, tiếng Hàn khó lắm. Khó tiếng Hàn là gì nhỉ? Đúng rồi, ơ riệp ta. Thầy viết nhé. Ơ riệp ta. Cái từ khó, ơ riệp ta cũng là có phụ âm cuối biếp rồi nhỉ? Thế nên thầy nói gì? Nếu mà từ vùng nào có phụ âm cuối biếp thì bò bê bò ta thêm wo yu, đúng không nào? Thế bò bê bò ta thêm wo yu. Thế nên nói thế nào? Ờ liêu wo yu, đúng không nào? Ờ liêu wo yu. Chà, các bạn thử nói lại đi. Thầy ơi, tiếng Hàn khó lắm. 한국어 ờ liêu wo yu. Ok, các bạn hiểu chưa? Ok, chà, từ vùng nào có phụ âm cuối biếp thì bò biếp bò đa thêm wo yu. Đơn giản nhỉ, đúng không nào? Chà, tiếp theo bật cái tắt audio phụ âm cuối biếp biếp. Ok, vừa nãy học gì nhỉ? Bò biếp bò đa thêm wo yu, đúng không nào? Nhưng mà có bật cái tắt của bật cái tắt nữa, phức tạp nhỉ? Nhưng mà không có lo đâu, chỉ hai cái thôi. Chà, xem nào. Hai cái từ vùng bị điên là gì? Thúc ta và khúc ta. Chả xem này, từ vùng thúc ta, khúc ta thì bờ biêu, bờ đá, thêm gì? Wa yu. Wa yu. Thôi ơi, sao phức tạp thế? Không cần lo đâu, chỉ hai cái từ vùng thôi. Thúc ta và khúc ta. Các bạn cứ học thuộc đi. Thúc ta, khúc ta, bờ bê, bờ đá, thêm wa yu. Ok, đơn giản mà, đúng không? Chà, xem này nhá, ở đây có từ vùng thúc ta. Thúc ta là gì nhá? Giúp đỡ, đúng không? Chà, thế thì bò bê bò đa hai cái từ vùng bị điên, thế nên wa yu, thu wa yu, thu wa yu. Ok, các bạn hiểu chưa? Thế thì cái khúc ta là gì nhá? Thầy viết ở đây nhá. Khúc ta. Khúc ta tiếng Hàn ý là tính cách rất là hiền lành. Tính cách rất là đẹp, tốt, là khúc ta như thế. Người Hàn Quốc thường nói, wow, ý 마음이 khúc ta, hay nói thế này nhé. Chà, dù sao thì khúc ta cũng là phụ âm cuối bê, đúng không? Chà, bất kỳ tắc của bất kỳ tắc, từ vùng khúc ta chia ao yêu như thế nào? Bò bê, bò ta, sau đó thêm gì? Đúng rồi, hai cái bị từ vùng bị điên, thêm wa yêu. Thế nói như thế nào? Cú. Đúng rồi, cú và yêu. Ok, dễ nhờ đúng không? Thế thì đưa vào các bạn học cho hai cái từ vùng này nhé. Thúc ta và khúc ta thì mặc dù nó có phụ âm cuối biếp
Nhưng mà chia ao như như thế nào? Bờ biếu, bờ đá, sau đó thêm hòa yêu. Ok, chúng ta đã học bất kỳ tắc ao yêu phương âm cuối biếu rồi. Còn lâu, còn một cái nữa. Chả có lên thì nhá. Cái này cũng là bất kỳ tắc của bất kỳ tắc rồi. Chả xem này. Ở đây có 10 cái từ vùng rồi. Nơi ta, bốc ta, phục chắc ta, xích ta, ốc ta, ít ta, chắc ta, chắc ta, chắc ta, chắc ta. Nhiều nhỉ? Một lần nữa. Nơi ta, bốc ta, phục chắc ta, xích ta, ốc ta, ít ta, chắc ta, chắc ta, chắc ta, chắc ta. Ok. Chả xem này nhá. Các từ vùng này tất cả đều có phụ âm cuối biếp rồi đúng không? Vừa nãy chúng ta học gì nhỉ? Nếu mà từ nào có phụ âm cuối biếp thì bờ bê, bờ đa, thêm wo yo, đúng không nào? Nhưng mà đó là bất kỳ tắc của bất kỳ tắc. Các từ vùng này mặc dù tất cả đều có phụ âm cuối biếp, nhưng mà nó vào gì? Chia quy tắc bình thường thôi. Chia quy tắc bình thường là gì nhỉ? Có nghĩa âm a với cả có nghĩa âm u thì bờ đa thêm a yêu, ngoài ra thì ơ yêu, đúng không nào? Thế thì các từ vùng mười cái này đối xử nó là từ vùng bình thường thôi. Ok, trả ví dụ ở đây có từ vùng delta. Delta là gì nhỉ? Rộng đúng không? Delta mặc dù nó có phụ âm cuối biếu nhưng mà không phải theo quy tắc, nó cứ chia bình thường thôi. Có nghĩa là gì nhỉ? Không phải a, không phải o, thế nên đúng rồi, bỏ đa thêm ở yêu, bỏ đa thêm ở yêu. Thế nên nói là nói như thế nào? Đời bỏ yêu, đúng rồi, đời bỏ yêu. Ok, hiểu chưa? Trả tiếp nhá. Ở đây có gì nhỉ? Từ vùng ita. Ita là gì nhỉ? Mặc quần áo đúng không? Thì ita thời viết như thế này. Chà, mặc dù từ này có phụ âm cuối biếu nhưng mà nó chỉ chia quy tắc bình thường thôi đúng không? Thế nên chúng ta thấy nguyên âm đi, có nguyên âm y rồi, không phải a, không phải o thì bỏ đa thêm o yo, bỏ đa thêm o yo. Nên nói thế nào? 옷을 입어요. Các bạn hiểu chưa? Thế thì từ bây giờ nhé, các bạn cứ học thuộc 10 cái từ vùng này đi, không có cảnh nào khác. Ok. Đôi ta, bốc ta, bút chắc ta, xích ta, ốc ta, íp ta, chắc ta, chóc ta, chúc ta, chích ta. Nhiều nhỉ? Ok. Các bạn học thuộc từ vùng này thì khi nào xem nó, chúng ta cứ chia quy tắc bình thường. Ok, các bạn hiểu chưa?